nhựa Đại Việt với 3 dòng sản phẩm: tấm nội thất Eco Plus, tấm cửa gỗ nhựa Đại Việt Composite và tấm ốp Kasari. An toàn cho người sử dụng, chống ẩm mốc, mối mọt, chống cháy lan, đa dạng mẫu mã. Nhựa Đại Việt, giải pháp nhựa nội thất cho mọi nhà.